Thử dữ đây, 75 cộng vàng nước vàng là 5 mét nha các bạn. Đó, vậy mới xứng tầm, mới xứng đáng với nó đó. Đắt hai nha các bạn, đắt cát mà cộng với vàng này phải gọi là cực kỳ xứng luôn. Con này 5075 kìa, sướng chưa, thì không phê nữa rồi thôi. Cắt ngay con gà tây 5 mét, cha mẹ ơi, ship luôn 3 khúc. Nó cái là cái bông sớ ác đẹp, đẹp bông sớ nó nhìn như lưỡi dao rồi á. 3 khúc ship 5 mét, quá đã luôn trời. Rồi bùng tung luôn. Đó, nhìn sướng mắt chưa. 5075 nha các bạn, sử dụng động cơ John Deere 3029, 75 ngựa, turbo, bê tông 106, 3 máy. Nhức mình, nhức máy. Da này hiệu gì trời, cái sọ ở chút ký à, vàng nước mà. Vàng này ở bên Nhật, ở bển người ta cũng chuyên xài đất cát nha các bạn. Kobashi, Kobashi thì cũng không có gì lạ. Đó, qua đây đi tắt hai nè. Khủng khiếp trời. Thì bên đây sẽ gọi đây. Đang đi chung với 5-6 mọi người nha các bạn. Đồng này đây, đồng Ui Tôm, Tân Hồng, Đồng Tháp, sư dùn đìa 5075. Con này nó chỉ tính máy không, hai cầu là 2 tấn 4 trở lên nha. Máy tạ đây 246, 246 con cục 45 ký 90 phải không, 246 6 424, 240 ký 56, 30 30 ký là 270 ký, coi như 300 ký. Năm mét gặp ba dàn Kobashi. Dàn này không biết mã gì đây. Dàn sớ nước này thì cái bông sớ nó có một kiểu một các bạn. Kiểu bông sớ nhọn á, nhìn như lưỡi hái vậy đó. Hết bài đó. Lần hai hai tia ben nằm hai bên, năm không bảy năm này nó có đường nhớt ngoài sau nè, chọt hai ống nhớt vô là xong. Con này hôm trước gặp bên đậu bên Cẩm Minh Đức ở bến, chạy về hướng bên này mà mình không biết là chạy đồng nào. Hôm qua cũng có một bạn, cho mình biết là con này nó đang chạy ở cái dách bên đuôi tôm này, không biết phải cái anh này không đây. 560 chạy dách đuôi tôm, chạy khúc ngay con 560 là con đó đó, con đó cũng kêu bán đó, con 560 này nè các bạn. Thứ gì chưa nổi không?
vàng hơi già cho nên phải đi kiểu lầy gai. Thế vậy chứ nó không nhẹ đâu, mấy vàng nướng này nó đi sâu. Hai lần sới của nó là bằng 1, 2, 3, 4, 4 lần sới dần thường rồi. Gấp đôi đó. Bông nó ngắn ngủn trời. Hai ti hai bên. Cái này cái khớp nối này không biết nó xài đầu băng hay xài gì, chắc xài đầu băng quá. Xài đầu băng này gập vô gập ra không biết nó ảnh hưởng mặt đạn nhiều không. Chứ gì chịu nổi thứ này không, coi nó sới đất à. Khá gì chạc là trời, cái này còn đánh đường nước nữa là xong rồi. Ô bên kia con 5-6-10 chứ còn chạy dùng bìa kìa. Đất ở đây đất cát pha cho nên là càng chạy đất nó càng nhão. Phải nói là như bột luôn. Kobashi. Không có vàng không chứ mình quay con 7000 là vàng Niplo. Con 7000 bển là chạy tắt nhất luôn mà. Tạo ánh luôn. Hai cái dè còn gập lên chưa bẻ ra nè, chưa hạ xuống nè. Hai hộp sên. Hộp sên cũng nhỏ gí. Mấy con này, mấy cái vàng này về đây chạy cái xíu đất cát này là đúng bài luôn rồi. Bên Nhật cơ bản đa số nó cũng chạy đất cát không à. Mà đâu có chạy mấy lớn như vậy, nó chạy mấy con nhỏ nhỏ không à. Nhật của anh nó chạy cũng y chang, nó chạy lai gai á. Ô bánh này đất, bánh đất nhỏ nhỏ không mà, do Nhật nó chủ yếu ở đồi núi. Nó là quốc đảo mà. Y gan chạc luôn trời. Còn chút xíu bên đây nữa là rồi à. Tám bốn ba mươi mà trước là 12-24. Nhìn xa xa là nhìn không thấy, giờ thấy cái dàn sới rồi. Mấy vàng này đi tắt nhất thì thấy cũng chưa đến đổi đâu nha, mà dập thêm một cái tắt hai nữa còn là nó trộn nhìn sướng lắm, đi đất thịt á. Không bẻ hai cái cánh xuống nó không có vét được cái đường này nè các bạn. Bẻ hai cánh ra nó mới vét được cái đường của cái hộp sên nó kéo.
sao nữa rồi. Nó hơi còng hơ lơ lơ à. Nhọn đầu. Ngắn ngủn. Nhìn nguyên cái bông sới này nó ngắn nhưng mà bông này nó sắp hơi lơ lơ chứ không phải nó sắp thẳng ra như dàn sới thường mình. Gần giống như dàn phớp ấy mà nó ngắn hơn. Mấy cái đầu vàng để con 5, 6, 10 đi vét. Short siêu trên này. Twin Harrow. Harrow cày. Đây 5, 6, 10. Năm sáu mười đi dạc. Sử dụng đê mà làm đất nước đất khô thì cũng là máy lớn mới dùng đê không. Nè nó chơi cái này mà bỏ hai cái cánh xuống nó giác nhìn còn sướng mắt nữa. Cái này vô chạc bạn tác nó mới đánh được nước chạc mấy con. Xong bên kia ừ ồ nhìn nó dài kìa xấu mình chưa khủng khiếp không. Cá là trời, chỗ này có cá này. Cái ô đó đi đường một. Đường một hết ô đó rồi. Ờ, xuống ô tú dưới kia luôn.